Xin chào các bạn, hôm nay là trưa ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 6 tới tháng 10 thì chúng ta mới vừa nhận được một cái thông tin rất là mới và rất là quan trọng đối với tất cả thị trường, đối với thị trường stock, thị trường uh, cổ phiếu, thị trường vàng và thị trường bitcoin Chúng ta được cái thông tin này thì chính là cái thông tin mà thường đã chia sẻ trên những cái mạng xã hội đó chính là Tổng thống Trump vừa mới ra thông báo là sẽ không có một gói hỗ trợ nào hết cho đến khi nào mà ông được tái đắc cử các bạn thấy được là thông tin này ảnh hưởng rất là lớn và thị trường đã phản ứng rất là mạnh các bạn thấy được là cái breaking news bây giờ là chỉ số Dow đã xuống 300 điểm các bạn thấy được là hồi sáng này chỉ số Dow đã tăng lên 100 điểm chế cái sự lạc quan của thị trường ngày hôm qua tiếp tục ngày hôm nay thì hôm nay hồi sáng này chỉ số Dow Jones của Hoa Kỳ tăng 100 điểm nhưng mà sau khi mà thông tin liên quan tới không có hỗ trợ nào hết sẽ không tiếp tục đàm phán cho đến khi nào mà ông tái đắc cử đã dẫn đến là chỉ số Dow bây giờ đã xuống 322 điểm xuống 1,15%, S&P 500 thì xuống 47 điểm xuống 1,4% và Nasdaq đã xuống 177 điểm xuống 1,57%. Thì chúng ta sẽ đi thêm chi tiết là tại sao mà chuyện này đã xảy ra và tại sao Tổng thống lại có quyết định như vậy. Thì chúng ta bây giờ hãy nhìn một số những cái thị trường khác như là các bạn thấy là bây giờ chúng ta nhìn vào vàng đi vàng hôm nay cũng đã đi xuống xuống 1%, 33% bây giờ là 1.894 đô cho một ounce vàng. Chúng ta nhìn vào thị trường crypto đi các bạn cũng thấy là cũng tương tự. Thị trường crypto, các bạn thấy là Bitcoin cũng đã bắt đầu đi xuống rất là mạnh sau khi tin tức này được đưa ra là từ cái mức là 10.700 đô bây giờ đã xuống còn có 10.563 đô. Và đương nhiên tất cả các bạn thấy được là phần lớn tất cả đều đi theo Bitcoin hiện tại bởi vì chúng ta nhìn vào thị trường crypto nói chung thì phần lớn những cái đồng đều đi theo xuống của Bitcoin cho nên chúng ta nhìn thấy được là có rất nhiều những cái màu đỏ ngày hôm nay chỉ ngoại lệ là đồng Litecoin, đồng US và đồng Bitcoin Cash đây là những cái đồng lớn mà không đi theo xuống Bitcoin ngày hôm nay nhưng mà tất cả Ethereum, XRP, Binance, NEO, Adam đều đã đi xuống thì chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin chi tiết hơn là tại sao thị trường này phản ứng như vậy. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những bạn nào mà chưa theo dõi Thuần Capital trên cái mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là link của Facebook, Telegram, Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Thì chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin mà được tung ra cách đây khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Đây là cái thông tin đến từ cái Twitter chính thức của Tổng thống Donald Trump. Thì trong cái Twitter này các bạn thấy được là ông Tổng thống Donald Trump ông đã có tổng cộng là bốn cái thuyết cũng khá dài chúng ta nhìn vào những gì đã được nói bởi bốn cái thuyết này thì tổng thống Trump nói là Nancy Pelosi nghĩa là chủ tịch hạ viện người của đảng dân chủ đòi hỏi cái gói hỗ trợ kế tiếp là 2,4 nghìn tỷ nhưng mà tổng thống Donald Trump nói là ông ta chỉ chấp nhận con số lên tới 1,6 nghìn tỷ mà thôi đây là một cái thông tin thường nghĩ là những bạn nào mà theo dõi gói hỗ trợ cũng đã biết đây là một sự khác biệt giữa đảng cộng hòa nghĩ là nếu như con số 2,4 tỷ được thông qua là một con số rất là nhiều và có thể gây đến nhiều cái tai hại sau này nhưng mà ngược lại đang dân chủ nó nói là 1,6 nghìn tỷ là sẽ không đủ cho nên đây là một cái điều mà dằn co trong vòng thường đấy là các bạn thấy là trong vòng là 2-3 tuần qua đây là một cái vấn đề đã được dằn co nhưng mà Tổng thống Donald Trump nói đây là một cái điều không hợp lý thì Tổng thống Trump trong cái thuyết này đã nói là ông ta chỉ đạo cho những người mà đại diện cho ông nghĩa là đại diện cho Nhà Trắng sẽ không tiếp tục cuộc đàm phán và cảm thấy được là thường thì có hai người đại diện như tổng thống Donald Trump để mà đàm phán thứ nhất đó chính là chánh văn phòng của nhà trắng là Mark Meadows và thứ nhì đó chính là bộ trưởng bộ tài chính Steve Mnuchin và trong thời gian đây phần lớn những cuộc đàm phán là đến từ Steve Mnuchin với lại Nancy Pelosi chủ tịch hạ viện và các bạn thấy được là tổng thống Donald Trump nói trong cái thuyết này là sẽ không tiếp tục đàm phán cho đến khi nào mà ông ta tái đắc cử và sẽ có một gói hỗ trợ lớn hơn và tốt hơn khi mà ông ta đắc cử thì các bạn thấy được là bây giờ tổng thống trump nói là tất cả những người làm việc cho ông sẽ chú tâm vào một cái vấn đề đó chính là chú tâm vào thông qua ứng cử viên tòa án tối cao của Hoa Kỳ đó chính là Amy Coney Barrett và các bạn thấy được là sáng nay thì có một cái thông tin là tổng thống Trump có một cuộc nói chuyện với lại bộ trưởng bộ tài chính có nghĩa là Stephen Newtjen và mọi người thì hồi sáng nay cũng chưa biết được là tổng thống Donald Trump đang nói gì với lại Stephen Newtjen nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã biết là sau khi một cuộc nói chuyện với lại bộ trưởng bộ tài chính Stephen Newtjen thì tổng thống Donald Trump đã quyết định là sẽ không tiếp tục đàm phán gói hỗ trợ này nữa. thì chúng ta thấy được là ngay sau đó thì Nancy Pelosi chủ tịch hạ viện cũng đã lập tức phản hồi lại nói là tổng thống Donald Trump đã lộ diện cái mặt thật của ông ta, là một người rất ích kỷ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân chứ không phải là quan tâm đến lợi ích của cả quốc gia này. nhưng mà các bạn thấy được là tổng thống Donald Trump thì đương nhiên nói là lý do tại sao ông ta không tiếp tục đàm phán tại vì ông ta muốn chú tâm vào những việc khác và cái con số đòi hỏi bởi nancy pelosi thì không hợp lý đúng hay sai thì các bạn cũng sẽ tự có câu trả lời thường chỉ đem đến những thông tin và cái sự ảnh hưởng đối với thị trường mà thôi thì đây là một điều rất là bất ngờ các bạn thấy được là thị trường vẫn hy vọng là chúng ta có được một gói hỗ trợ và thậm chí là hy vọng là chúng ta có được một gói hỗ trợ trước ngày bầu cử ngày ba tây tháng 11 và ngay cả hai ngày trước đây khi mà tổng thống trump vẫn còn ở trong cái bệnh viện watery thì tổng thống Donald Trump cũng đã thuyết là muốn có một gói hỗ trợ nhanh chóng cho nên mọi người đều đang trong chờ gói hỗ trợ tin tức này thực sự là một tin tức mà không mấy ai ngờ được và các bạn thấy được là hồi sáng này chỉ mới hồi sáng này thôi đã thường có xem trực tiếp à, một cái phần phỏng vấn và đây là cái phần phỏng vấn để thường cho các bạn coi là phỏng, phỏng vấn của Fed Chairman Jerome Powell nghĩa là chủ tịch của cục dự trữ bang của Hoa Kỳ Jerome Powell đã có một cái cuộc nói chuyện với lại hiệp hội kinh tế quốc gia và trong cuộc nói chuyện hồi sáng này thì chủ tịch của Fed, Jerome Powell cũng đã nói là thị trường cần cái sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn để mà tiếp tục có cái sự tăng trưởng, tiếp tục có cái sự hồi phục. Và nhiều người thì nói là những gì mà đã được làm bởi cục chỉ liên quan của Hoa Kỳ, cái số lượng tiền được in ra bơm vào trong thị trường lãi suất thấp có thể dẫn đến nhiều tai hại sau này. Nhưng mà chủ tịch Powell lại nói là cơ hội đó không có cao. Quan trọng hơn hết bây giờ là tiếp tục cần phải được hỗ trợ có nghĩa là thị trường bây giờ là tiếp tục cần phải được cái sự hỗ trợ và sự hỗ trợ này phải đến từ hai bên một đó chính là chính sách tiền tệ và cái chính sách lãi suất của cục dự trữ liên của hoa kỳ và thứ nhì đó chính là cái sự hỗ trợ đến từ chính phủ có nghĩa là cần phải có thêm một cái hỗ trợ đây là một điều mà chủ tịch john powell của cục dự trữ liên của hoa kỳ đã nói liên tục trong vòng mấy tháng qua và chúng ta thấy được là bây giờ thông tin là sẽ không có gói hỗ trợ nào hết cho đến khi sau ngày bầu cử có nghĩa là ngày 3 tây tháng 11 thậm chí là lâu hơn và các bạn thấy được là lúc đó cuộc đàm phán lại sẽ phải trở lại từ đầu có thể là tốn thời gian rất là nhiều cho nên các bạn thấy được từ đây tới đó đã là một tháng nếu như mà lại phải chờ không biết phải chờ tới khi nào đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy được là những cái thị trường phản ứng rất là mạnh Và đã đóng cửa đi xuống ngày hôm nay Và chúng ta thấy được là cái lúc này thì vàng vẫn đang có xu hướng đi xuống là xuống 1,15% Và chúng ta nhìn vào Bitcoin Thì Bitcoin đi xuống liên tục 2 tiếng đồng hồ Bây giờ thì hầu như cũng đã chậm lại cái tiến trình đi xuống của mình Bây giờ giữ cái mức là 10.568 Và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình khi mà chúng ta có thêm thông tin và nếu như mà bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn giao dịch crypto nào thì các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của khác capital như là các bạn có thể à, nhận được những cái ưu đãi, nhận được những cái sự hỗ trợ khi mà các bạn tham gia một số sàn giao dịch hay là các bạn tham gia một số những sàn khác có thể nhận được cái phần trăm giảm phí giao dịch lên tới 20% mãi mãi và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.